khi mà tắt thêm những cái bạn vào like giúp em nhé. Vâng, bây giờ em nhìn thấy có 3 anh chị em, cô chú ở trong like của em rồi. Một ngày em like mấy lần đấy các anh chị ạ? Từ chiều đến giờ là lần thứ 3 rồi, 3 kênh. 3 kênh rồi ạ. Nào chị em, cô chú, anh chị em nhìn mình ơi, hãy chia sẻ live stream giúp em Thu nhá. Để đâu đó chúng ta sẽ giúp được những người thân, những người bạn của chúng ta. Trao đi giá trị giúp cộng đồng. Em chào chị Hằng. Em chào chị Hằng nhá. Chị Hằng thấy thông tin em Thu đưa lên mấy tháng thời gian qua thấy có giá trị không? Đấy, thông tin, những thông tin em Thu đưa lên mấy tháng qua vô cùng giá trị nhỉ? Vô cùng giá trị, vô cùng tuyệt vời. Vâng, em chào chị. Đấy, chị chào em, Thu xinh đẹp nhé. Cảm ơn chị Hằng. Lúc nãy em phát livestream em bật lên được vài ba phút thế là nó lại tự dưng nó bị ao. Không biết là do mạng hay là do thuật toán Facebook thì không biết. Thế em vừa bật lên một tí là em đang chat vào group để mời quý cô chú anh chị cùng giao lưu với em đây. À, mọi thứ nào để chưa xảy ra chị công nhận không? Tới đây còn những cái mà chị em chúng ta đã biết trước rồi, nhưng mà khi nó xảy ra thì thực sự nó là chỉ là biết thôi, còn chúng ta khi biết trước rồi nó không bất ngờ như nhiều anh em bất ngờ, đúng không? Bất ngờ những cái thông tin mà từ xưa đến nay chưa bao giờ biết. À, thế thì đương nhiên là nó bất ngờ quá, đúng không ạ? Có người không thể tin nổi nhưng mà cuối cùng vẫn phải tin, đúng không ạ? Thế thì nói về bất động sản thì cách đây 5-6 tháng em đã công bố và em đã chia sẻ, em lan tỏa trên hơn 3 tháng trời, là trong đó là có những thông tin đó, thông tin về các crypto, đấy, trader, rồi những anh em sân sàn tài chính, và đến về sau là bất động sản, đúng không? Thì anh chị thấy không? Khi đã được định danh rồi, đúng không? Khi đã được định danh tài sản của mỗi cá nhân rồi. Thế, xe cũng định giá, xe cũng định danh, đất cũng định danh, đúng không ạ? Bất cứ đã gọi là tài sản là đều định danh hết. Thế thì khi định danh thế thì theo quý cô chú anh chị, những lô đất của chúng ta, những lô đất của chúng ta mà chúng ta có nhiều cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà quan trọng khi đã được định danh rồi, ngoài cái việc mỗi người một chính chủ một lô ra, nếu có lô thứ hai, thứ ba, n lô chẳng hạn, đúng không? Thì có đúng là lúc đó cái thuế nó rất là cao. Ví dụ như cái thuế nó rất cao rồi thì lúc đó các anh chị liệu có chịu nhiệt nổi hay không, hay là lúc đó chúng ta mới bán, và nó đồng nghĩa với là đất lúc đó nó rất là rẻ đó. Cho nên ai tỉnh táo là bán được sớm đó thì là rất là tốt. Thì em Thu xin chúc mừng đã tin tưởng em và tin tưởng những cái thông tin em đã giúp, đúng không ạ? Em chị nhận được giấy chứng nhận rồi, được một tờ em ơi. À, hôm đấy nhá, hôm đấy là em lấy 3 tờ đấy, cùng một tài khoản lấy 3 tờ nhưng nó mới chỉ về một tờ đấy, còn chờ xem là nó có về hay không hay nó bị thất lạc đó. Mà rõ ràng cả 3 anh em ngồi đấy trực tiếp lấy, ví dụ bảo một mình em Thu thì có thể là nhầm, đúng không ạ? Nhưng 3 anh em đấy, đầu tiên là em lấy một tờ, thì một tờ nếu như mà chuyển gọi là phát nhanh đấy ạ, chuyển phát nhanh thì chúng ta mất 30 đô, nhưng mà về sau là 45 đô được 3 tờ. Thì em quyết định thay chị là em lấy cho chị 3 tờ là 45 đô đấy, thì nó mới về được một tờ. Thì không biết lý do làm sao đấy, để em để một ít hôm nữa mà không gửi về em thì chat xem là họ trả lời sao nhé. Cũng thỉnh thoảng có người bị thất lạc mà. Chị không ra được đất, tiếc quá em Thu ơi. À, đúng rồi, bởi vì là mình biết thông tin nhưng mà lại chưa ra được, đúng không? Chưa ra được. Đấy, em cũng mong là các chị là cũng theo ý muốn là mình ra được, là trong một thời gian gần tới là ra được, trước khi thông tin kia nó ấn nút, đúng không ạ? Thông tin kia nó ấn nút. Chị muốn ra để gom thêm cổ phần nắm em. Đó, chị Lựu cũng muốn. Chị Lựu cũng muốn là ra nhanh và để nắm giữ cổ phần. Và có một số anh chị em cũng là ra nhưng mà chưa ra được. Đó, đó là cái mà... Ok, chị chào Thiên Dương. Đó, một cái là
có thông tin trước để giúp các anh chị có thông tin rồi, nhưng tiếc cái là người ra được, người thì chưa ra được, đúng không? Đấy thì đấy cũng là một cái là thông tin chúng ta được biết trước và thông tin chuẩn nguồn, đúng không ạ? Thông tin chuẩn nguồn. Và tới đây tất cả những cái ngành nghề mà liên quan ấy thì tới đây các anh chị mới đi. Khi mà chúng ta biết được, vâng em chào 10 anh chị em cô chú nhá. À, cháu chào chú Thắng nhá. Cháu vừa nhìn thấy chú Thắng rồi. Ok, chị chào Hương Nê. Hello chị Tu xinh đẹp, chị cảm ơn Hương Nê rất là nhiều. Thì khi lấy anh Lam ơi, em bật lên livestream tự dưng nó bị out ra, không biết là lý do mạng hay là do thuật toán của Facebook thì không biết. Nhưng mà em lại bật lại luôn. Em bật lại luôn và em cũng không bật tiêu đề gì hết. Cứ thế là em bật em không tiêu đề. Bởi vì bây giờ em biết rồi, nếu như mà do cái thuật toán Facebook thì em mà viết tiêu đề là nó sẽ hay khóa hoặc là hay hạn chế. Đấy, nó kiểm soát mình mà. Bây giờ em không viết tiêu đề. Nếu như quý cô chú anh chị bảo lên livestream chả có tiêu đề, thông cảm cho em nhá. Bởi vì là do lựa theo Facebook. Và trong cuộc sống chúng ta cần phải lựa nhau, đúng không ạ? Trong gia đình vợ chồng cũng phải lựa nhau. Bố mẹ con cái trong gia đình, anh em trong gia đình, hoặc là mối quan hệ bạn bè chúng ta, bất cứ mối quan hệ nào chúng ta cũng cần phải lựa nhau. Và đến bây giờ chúng ta dùng cái Facebook, chúng ta gì ạ, một cái kênh gọi là chúng ta lên đây free thôi. Đấy, chúng ta không phải là mất tiền gì cả, thì chúng ta càng cần phải lựa, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là em quyết định cứ thế là bật, em không viết tiêu đề nữa. Và khi lấy em đã chỉnh chu, em biết tiêu đề, nhưng mà hôm biết tiêu đề mà, nhưng hôm nay em không biết tiêu đề. Thì em xong khi sau khi livestream xong thì em mới biết tiêu đề đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Và em Hương Lê đã chào cả nhà đang xem live. Ok, cảm ơn em. Chú cảm ơn cháu Thu tâm huyết với cộng đồng người Việt Nam. Vâng, cháu cảm ơn các chú và cảm ơn tất cả các anh chị em đã tin vào cháu Thu, tin vào tập đoàn công nghệ giao thông vận tải của nhà khoa học Anatoly Ulitsky của chúng ta. Một người gọi là lãnh đạo vĩ đại, đúng không ạ? Người lãnh đạo vĩ đại thì chúng ta có cái niềm tin. Và tất cả chúng ta ra mọi quyết định, đúng không ạ? Mọi quyết định chúng ta ra quyết định đó là chúng ta đều từ cái niềm tin. Và niềm tin đã giúp chúng ta là nắm giữ gia tăng nhiều tài sản. Và em Thu cũng luôn luôn mong một điều kỳ diệu. Và những cái mà thông tin em Thu đã đưa lên và những cái điều kỳ diệu đó mà có thể chúng ta trong mơ chúng ta cũng không biết, không mơ, không biết để mà mơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đó là tới đây nó sẽ là hiện thực. Đó là cái điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn, cháu cảm ơn chú Thắng, cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình. Em Sơn Niêm, anh Sơn Niêm nói là sắp hết được nghe các leader live rồi, thời gian không chờ một ai. Anh ơi, tuy nhiên cái mà sắp hết cổ phần gốc rồi, đúng không anh? Hết cổ phần gốc thì vẫn là hết cổ phần gốc. Nếu như mà chúng ta kịp nắm giữ cái cổ phần gốc là vô cùng tuyệt vời. Nhưng ngược lại mà nói, nếu như mà hết cổ phần gốc thì công ty quỹ vẫn thu hút những cái dự án mục tiêu thì có thể chúng em vẫn lên livestream đấy anh ạ. Và có thể nếu như không có cái để chúng em có cơ hội để chia sẻ với cộng đồng những cái cơ hội, những cái dự án mục tiêu nữa, thì chúng em vẫn thỉnh thoảng chúng em vẫn lên phát livestream. Không phải để trêu người ai, mà phát livestream để giao lưu với tất cả các anh chị mọi miền trên tổ quốc. Là từ xưa đến nay chúng em luôn luôn xuất hiện, chúng em luôn luôn đồng hành với tất cả quý cô chú anh chị. Nhưng chúng em chỉ là xuất hiện như thế, nhưng mà không phải là ai chúng em cũng thì được tiếp cận. Và khi có những người được tiếp cận với chúng em mà họ không trân trọng thì sẽ gì? Giúp họ hiểu ra để họ lựa chọn những cái cơ hội sau, mà họ đừng bỏ lỡ như cơ hội nắm giữ cổ phần gốc Ulitsky nữa, đúng không ạ? Đó, em vẫn lên. Vâng, 11 quý cô chú anh chị trong live của em Thu rồi. Vâng, cháu chào cô Lịch. Đó, cô chào cháu Thu, tỷ phú xinh đẹp 48 Đắk Nông. Xin chào quý anh chị em cô anh chị em của Đông Quý Tì. Vâng, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Thì ở đây thì khi mà cái công nghệ này nó ra đời ấy, thì chúng ta hiểu ra giá trị thì chúng ta đã nắm giữ rồi. Và những cô chú, nhất là cô Lịnh và những chú Thắng và các anh chị em khác, nhất là anh Sơn Niêm chẳng hạn, đúng không? Thì các anh, các cô, các chú là hiểu ra giá trị và chỉ có gia tăng tài sản và gia tăng tài sản. Chỉ tiếc cho những ai là gì? Ngày hôm nay biết đến mà bỏ qua, đúng không ạ? Bản thân em Thu cũng thế. Và em luôn luôn lên livestream từ chiều đến giờ là 15 giờ em lên livestream một lần, đến hơn tức là đến 4 đến
16:30 thì chúng em bắt đầu mới nghỉ live. Thế thì 1:30 chúng em lên live. Thế thì bắt đầu 19:00 em Thu và em Dung, hai chị em lại lên livestream ở trên kênh TikTok, luôn luôn xuất hiện trên mạng xã hội. Và bây giờ là 21:00 em Thu lại lên livestream ở chính cái Facebook này. Và Facebook thì dạo này là thỉnh thoảng em mới lên livestream được, quý cô chú anh chị ạ. Còn nếu như quý cô chú anh chị mà muốn được có cái cơ hội giá trị của UST trong tay, hãy kết nối với những người đã từng chia sẻ cho mình, hãy kết nối với những người đã họ đã nắm giữ cổ phần của Unisky. Và tin tưởng ai thì chúng ta gần ai, tin tưởng ai thì chúng ta hãy kết nối với họ. Còn tin tưởng em Thu thì hãy kết nối với em Thu theo số 0966091622. Đó là số Zalo của em. Liên tục em hỗ trợ cộng đồng và cái số Zalo đó. Đó, em chỉ một số Zalo đó thôi. Còn cái số Zalo cũ là bây giờ em để cho con gái em dùng rồi, ít khi em đụng chạm đến cái Zalo cũ lắm. Vâng, 12 quý cô chú anh chị em trong livestream của em Thu rồi. Thì em nhờ 12 quý cô chú anh chị những cánh tay để chia sẻ cái livestream này và tag tên những người bạn vào livestream. Đâu đó có thể là em lại giúp được người thân của quý cô chú anh chị thì sao, đúng không ạ? Thì lúc đó quý cô chú anh chị chỉ cần lập tài khoản và kích gói giúp họ thôi, đúng không ạ? Chúng ta hãy dùng liên tục, dùng đòn bẩy. Đòn bẩy cái gì chúng ta dùng được, chúng ta cứ dùng các anh chị nhá, các cô chú nhá. Đấy, không ai cấm chúng ta, chỉ có điều chúng ta có cái cách để chúng ta dùng hay không. Và luôn luôn chúng ta đổi mới nhá. Nghĩ cách, đúng không ạ? Nghĩ cách mới, hành động cách mới thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả mới. Và các anh chị biết không ạ, hôm nay em thực sự em rất là vui. Em kể cho quý cô chú anh chị một cái câu chuyện thực luôn. Có một em ở Lào Cai. Thế thì em quen em ở trên Facebook thôi. Thế nhưng mà thực sự chị em tâm sự và động viên nhau. Thế thì em mới biết là cái cơ hội này giá trị. Nghe thông tin anh chị em livestream, nghe em Thu livestream và em Thu chia sẻ trực tiếp đấy, chat với hai chị em, chat với nhau, gọi điện cho nhau, thì em ý thực sự là em ý rất là yêu công nghệ này rồi. Nhưng mà không có tiền để mà đầu tư, bởi vì gia đình còn rất là khó khăn. Và hiện tại bây giờ không thể nghỉ công việc cũ mà chuyển sang công việc ví dụ như em Thu này chẳng hạn, là không thể chuyển sang được. Và em vẫn phải làm hàng ngày đủ 30 ngày đấy. Em chia sẻ em làm đủ 30 ngày để em lấy tiền trả nợ và nuôi hai đứa con. Thế thì theo các anh chị, một người khao khát đủ lớn mà người ta vẫn đặt cái mục tiêu của họ, đó là kiểu gì em cũng phải nắm giữ cái cổ phần này. Kiểu gì em cũng nắm giữ cổ phần, mà trong tháng 4 tháng nay, hôm nay em mới quyết định là trả góp gói 250 đô mà cảm thấy mừng như gói 50.000 đô ấy các anh chị ạ. Đấy, cái hoàn cảnh họ khó khăn nhưng mà họ lại biết cái giá trị của Ulisky này rồi. Họ khao khát họ được góp vốn, họ khao khát được tài trợ vào đây để họ có một cái tài sản nhỏ thôi, họ cũng rất là vui rồi. Đó. Và em cũng mong là có một điều kỳ diệu là đến với các em để các em có được nắm giữ thêm thật nhiều cổ phần. Đó. Thế thì câu chuyện ngay buổi chiều hôm nay thôi, trước khi em livestream cái giờ mà 15 giờ đấy, thì em có nhắn tin là chị ơi, thế em mới bảo chị đây, thì bảo chị ơi, chị chiều nay chị hỗ trợ để em trả góp cái gói nhỏ của mức chiết khấu, không bị sợ nó hết mất thì phí. Em cố gắng nắm thì em mới được 50 đô để góp vốn với tập đoàn đấy chị ạ. Mà rất là thương nhưng mà cũng không làm cách nào được. Thì em cũng động viên là thôi chúc mừng chị em chúng ta đã ra quyết định, nhỏ cũng là vẫn là ra quyết định, đúng không? Người ta gọi là nhỏ nhưng mà có võ các anh chị ạ. Với Ulisky nhỏ là có võ. Bởi vậy cho nên là chúng ta đừng có nghĩ 50 đô ngày hôm nay chúng ta là nhỏ bé mà chúng ta không quan tâm nhá. Nếu như những anh chị bảo giờ không có tiền, không sao cả, đúng không? Không có tiền không sao cả. Người ta gọi là gì? Không có tiền thì tạo ra tiền, đó mới là điều quan trọng. Thế còn có tiền rồi mình làm cái gì chả được, đúng không ạ? Có tiền rồi làm gì cũng được. Thì ngày hôm nay với cái công nghệ Ulisky là một cơ hội để cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Từ số vốn rất là nhỏ thôi, chúng ta là gì? Triệt tiêu được cái là từ tận dụng số vốn nhỏ mà chúng ta được lắm được giữ được cái cổ phần mà cái lúc nó còn mức chiết khấu, nó ưu đãi mới là giá trị các anh chị nhá. Đấy, bình thường 250 đô các anh chị làm gì được nhiều cổ phần, nhưng với 250 đô cái thời điểm này là các anh chị sẽ được trả góp trong năm tháng, mỗi tháng 50 đô là 5 tháng là các anh chị đã có là 17.500 cổ phần. Thì 17.500 cổ phần tương đương với 17.500 đô, đúng không ạ?
tương đương với 17.500 đô. Đó là cái con số được định giá, các anh chị nhé, con số được định giá trước khi thu hút vốn cộng đồng. Đó. À, chào em Thu xinh đẹp. Vâng, em chào chị Ngọc Hoa nhé. Chào chị ạ. Đó, cảm ơn các anh chị, các cô chú đã comment và đã tag tên những người bạn vào livestream của em Thu nhé. Ok, chị chào Chu Văn. Em chào chị Thu cùng anh chị em của Đông Uti. Đó, Chu Văn ơi, chị em thấy cái thông tin đất cát thế nào? Đúng, có đúng là được định giá chưa? Đấy, định giá mỗi tài sản của chúng ta, xe định giá, số nhà định giá, tức là tất cả cái tài sản của chúng ta đều được định giá tất. Thế thì có đúng là bây giờ thông tin bắt đầu các anh chị em trong group mới biết là đều những thông tin chuẩn nguồn, đúng không? Từ một người anh Thu rất là ngưỡng mộ và biết ơn anh rất rất nhiều. Đó, một người anh và một người em Thu cua cùng biết ơn. Dù nó là thông tin đi trước, nó chưa tạo cho mình ra tiền, nhưng cái thông tin còn quý hơn cả tiền, quý cô chú anh chị ạ. Tất cả là người ta gọi là thông tin là quý hơn tiền. Và khi em chia sẻ cách đây 5-6 tháng, đúng không ạ, em chia sẻ, thế thì có những anh chị em còn không tin. Có rất nhiều anh chị em không tin chứ không phải ít đâu nhá. Thế thì ngày hôm nay các anh chị em hãy nghe Thu nói một câu, nhắn nhủ một câu ạ. Nếu như cách đây 6 tháng hoặc 3 tháng các anh chị em nghe tin Thu chia sẻ, được Thu chia sẻ đưa thông tin, mà các anh chị em ra quyết định ngay tìm hiểu và cân nhắc, cân đối cái thông tin đó có chuẩn nguồn hay không, hay mình đáng tin vào cái gì, dám nghĩ, đúng không ạ, dám hành động, tức là dám ra quyết định, thì ngày hôm nay các anh chị có một cái gọi là cái khi mà mình đã giải quyết được một cái việc gì đó, cái đầu của mình nó thoải mái mới là điều quan trọng nhất, đúng không ạ. Tiếp đó là mình sẽ nắm được một cái tài sản giá trị hơn rất là nhiều, đúng không ạ. Thế thì ngày hôm nay em cũng thực sự là chia buồn với các anh chị mà đã không tin em cái thời gian đó và bây giờ mới tin. Và hôm nay có người chat với em là: em ơi, nói thật, anh lúc ý cũng không tin, nhưng bây giờ đúng thật, được định danh thông tin, được định danh tài sản, định danh số nhà, định danh tài sản đất cát các thứ, là bây giờ anh thực sự mới biết là thông tin của em là chuẩn. Các anh chị ạ, thông tin của em đưa ra là chuẩn. Và em không phải em tự tạo cái thông tin đâu, mà em cũng gì biết từ một người anh và một người em khác cơ, chứ không phải tự em tạo ra đâu. Nhưng em thấy là theo dõi mấy năm nay thông tin nó toàn đúng thôi, cho nên là gì, nó chỉ xảy ra sớm hay muộn một chút thôi, đúng không ạ, cái lộ trình của người ta đi. Thế thì đương nhiên là mình biết trước, mình chia sẻ, mình lan tỏa cho anh em, nhất là những anh em bây giờ crypto ấy, sân sàn tài chính ấy, mà bây giờ mà biết được ấy, rút chân ra càng sớm càng tốt. Đó là một cái điều giá trị, vô cùng giá trị các anh chị em nhé, đừng tham. Bởi vì trước đây em Thu là cũng đã từng về cái lĩnh vực đó, rơi rớt về lĩnh vực từ đó, chưa thành công về lĩnh vực đó. Em Thu hiểu được là khi mình ấy đang vào cái lĩnh vực đó, mình rất là ham. Có thể ai nói không nghe đâu đó, rất là ham. Nhưng đến khi mình gọi là gì ạ, không thành công, nhìn thấy không thành công rồi, thì lúc đó mới biết, à sao mình dại thế, sao mình lúc đó không nghe người nọ người kia. Mà em nói là ở đây có chồng em còn bảo thôi, mất thì thôi. Đó. Thế nhưng mà vẫn cố tình để gỡ các anh chị ạ. Vẫn cố tình để gỡ. Thế nhưng ngày đó là em chưa biết được những cái thông tin. Nhưng ngày hôm nay các anh chị biết được cái thông tin. Và nhất là cái gì? Bất động sản và những cái thông tin mà em đã đưa lên group mà các anh chị em biết. Hoặc những anh chị em nào được cái may mắn được em chia sẻ, chat, kết nối ở trên Zalo, Facebook, và em chat em đưa thông tin cho, thì ngày hôm nay các anh em hãy quyết định càng nhanh càng tốt nhá. Đó, chứ là em không được cái gì ở đấy đâu. Em chỉ là người biết và em lan tỏa, em giúp các anh chị thôi, chứ em không phải là em được cái gì của các anh chị đâu nhá. Em chào chị Mai, chị chào Nhung, em chào chị Trinh Chu, chị Thịnh à, Thinh Chu chứ. Vâng, em cảm ơn ạ. Ok, chị chào Lâm nhá. Vâng, em cảm ơn chị Tiên Mai. Em chào quý cô chú anh chị trong live cùng chị Thu. Ok, chị cảm ơn Nhung. Ở đây chị Mai và em Nhung là hai chị em, mấy chị em hay rất là hay gặp nhau, nhưng thời gian này là chị em chúng ta là ít gặp nhau, đúng không? Cố gắng chúng ta gặp nhau thật nhiều vào nhá, để truyền cho nhau những năng lượng, để chúng ta giúp cộng đồng và để họ có cái tài sản, chúng ta cũng rất là vui, đúng không? Em Nhung nói là
À, comment của em Nhung là dù sao giúp họ với tư duy, đầu tư với UST với giá trị 50 đô, giúp họ giàu và hạnh phúc lắm chị ơi, đúng rồi. Khi mình giúp được họ kể cả 50 đô, đấy như câu chuyện chị vừa kể là thực sự của một người em sinh năm 1982. Ở đây nếu có em Huyền ở Lào Cai thôi, nếu như có em Huyền ở đây thì thực sự là vô cùng sung sướng khi kích gói cho em nó lại khác với kích gói với người khác. Bởi vì sao? Ví dụ như là kích gói cho chị Hằng thì chị Hằng này là một lĩnh vực khác. Chị Hằng khỏe hơn, chị Hằng có tài chính hơn. Đấy, thế nhưng với em Huyền nó lại 50 đô, nó lại một cái giá trị khác. Bởi vậy cho nên là kích cho em một gói trả góp 50 đô thôi mà em Thu cảm thấy là hạnh phúc và sung sướng khi giúp được em mà em cố gắng là em nắm giữ được một gói đầu tiên. Đó, đó là 50 đô thôi. Nhỏ nhưng mà có võ, quý của chú anh chị ạ. Vâng, cô Linh bảo là gì ạ? 250 đô sau này cũng có số tài sản lớn lớn rồi, đúng không ạ? À, bây giờ nó nhỏ thôi đúng không cô? Đấy, anh chị em cũng đã hiểu, đã biết rồi, kể cả cô Linh ở đây cũng thế. Biết là cái 250 đô giờ này nó đối với nhiều anh chị em nó không đáng là bao. Nhưng có thể 5 năm tới, 10 năm tới nó là một tài sản lớn của các anh chị. Có thể bằng cả đời chúng ta làm nghề truyền thống, đúng không ạ? Có thể bằng cả đời, ví dụ 250 đô nó là 100 đô trên một cổ phần thì sao? Đúng không ạ? Lúc đó lên sàn rồi, nó tên là cổ phiếu rồi. 250 đô ngày hôm nay được 17.500 cổ phần. Thì mới nhân với giá 100 đô thì quý cô chú anh chị thấy có lớn không ạ? Nếu như làm truyền thống như vợ chồng em trước đây ý, một xưởng gỗ, đúng không ạ? Một xưởng gỗ thì cũng chỉ bằng, có thể là không bằng 250 đô ngày hôm nay. Đúng không ạ? Mà các anh chị thấy không ạ? UST của chúng ta, một cái gì được định giá tài sản. Tức là nếu như mà không được định giá thì nó lại khác. Nhưng đây được định giá 1 đô trên 1 cổ phần là chúng ta biết cái tài sản của chúng ta nắm chắc trong tay là 1 đô rồi. Không thể dưới 1 đô được, đúng không ạ? Không thể dưới 1 đô được. Ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu cổ phần là chúng ta có bấy nhiêu đô rồi. Không thể dưới 1 đô được nhá các anh chị nhá. À, không thể dưới 1 đô được. À, không cho phép dưới 1 đô. Chỉ 1 đô là trên 1 đô chứ không bao giờ dưới 1 đô. Đấy, ví dụ như là hôm nay đang nói với chị Hằng là chị Hằng ơi, hôm em lấy cùng chị mà em mới lấy được về này, của chị là được lâu rồi, của chị là chuyển phách nhanh, của em chậm. Thế đây cái như cái một cái tờ này 500.000 cổ phần của con trai nhà em đây, các anh chị nhìn thấy tên Lê Hoàng Dương chưa ạ? Các anh chị nhìn thấy tên Lê Hoàng Dương ở đây chưa ạ? Đây, Mr. Lê Hoàng Dương đây. Đó, các anh chị thấy không? Đó, tên con trai nhà em, tên con trai Dương nhà em. Thế thì cái gói vinh danh này, gói ghi danh vào tập đoàn này, vào lịch sử của tập đoàn này. Thế thì đương nhiên là ngoài cái danh, đúng không ạ? Ngoài cái danh đó ra thì con em lại nắm giữ một cái tài sản 500.000 cổ phần tương ứng với 500.000 đô. Quý cô chú anh chị cứ nhân cho em, đúng không ạ? 20 thôi. 25 là 10 rồi. Đúng không ạ? 1.000 đô. Đúng không? À, 100.000 đô mà chúng ta 1 đô thì chúng ta đã có bao nhiêu? Đúng không ạ? 100.000 đô là tương đương với 2 tỷ tư. Giá như bây giờ hơn 2 tỷ tư thì em cứ gọi là 2 tỷ tư. Thế thì 2 tỷ tư thì cứ 5 lần 2 tỷ tư. Mà chúng ta chỉ cần vài 3 năm tới, cho là 5 năm tới đi, mà chúng ta có tài sản lớn như vậy, tại sao chúng ta bỏ qua? Đúng không ạ? Tại sao chúng ta bỏ qua? Đó là cái mà người ta gọi là một sự lựa chọn hơn 1.000 lần nỗ lực là như vậy đấy ạ. Đó, cảm ơn em Nhung, cảm ơn cô Lịnh rất nhiều ạ. Đấy, những comment của những anh chị, cô chú đã hiểu giá trị của Ulit Kai nó là như vậy đấy các anh chị ạ. Chào bạn Thu, xinh đẹp, chia sẻ tuyệt vời. Cảm ơn bạn Nguyễn Đông nhá. Em chào chị Huyền Ninh. Vâng, em cảm ơn chị. Em hello em tỷ phú, Thu tỷ phú. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chị chào Kiều Phượng. Em chào chị Thu, ok chị chào Phượng nhá. Xin chào các cô chú anh chị em đang xem live. Ok chị cảm ơn Phượng đó. Cảm ơn em Phượng đã tắt tên những người bạn vào livestream giúp chị Thu nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn chị chia sẻ thông tin. Nhờ thông tin của chị chia sẻ em đã ra được bất động sản để gom cổ phần UST. Trời ơi tuyệt vời, chúc mừng em. Đấy, bao nhiêu mấy tháng trời bây giờ mới ra được, đúng không? Tuy nhiên chắc chắn là cái thời điểm này sẽ có thể là không được giá. Nhưng chúng ta càng để nó càng mất giá. Thì thà rằng bây giờ UST đang có cái thời gian gọi là ưu đãi, cùng một số vốn chúng ta x3 lần tài sản. Và
bất động sản giờ này chúng ta vẫn ra được, kể cả lãi bao nhiêu không thể lại được với cái mức ưu đãi của UST đâu chú Văn nhá. Đó, kể cả bất động sản em có thiệt một tí cũng được, thậm chí là thiệt nhiều tí cũng vẫn được, nhưng em nắm giữ được cái cổ phần UST ngày hôm nay thì trong tương lai đấy, 5 năm, 10 năm tới, kể cả nhiều bất động sản của em cộng lại cũng không bằng ngày mà em quyết định đâu nhá. Chúc mừng em trai. Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Mà không phải một mình em chủ Văn đâu, rất nhiều người nhá, rất nhiều người đã tin tưởng và đã ra được đất. Đó là cái điều là em Thu rất là hạnh phúc khi lan tỏa giúp các anh chị em. Và các anh chị ơi, nói thật này, giúp anh em thật, nhưng nhiều người ngoài kia không biết. Nhiều người ngoài kia không biết, mà thậm chí có người biết lại không dám quyết định, bởi vì nghĩ không, thông tin không thể xảy ra như thế được. Đó, họ nghĩ là thông tin không thể thể xảy ra như em Thu chia sẻ được. Đó, họ vẫn nghĩ là cuối năm nay hoặc đầu sang năm là nóng ấm lên dần, nhưng họ đâu có biết là nó sẽ quay về cái mốc nào, đúng không ạ? Chỉ có anh em chúng ta trong group của em Thu, các anh chị mới biết được, đúng không ạ? Các anh chị thấy giá trị không? Thông tin quý hơn tiền mà. Nếu như hôm nay em chủ Văn không biết thông tin đó từ chị Thu, đúng không, thì có thể là em cứ để đất đó, em nghĩ là sang năm có thể vẫn còn cổ phần, thôi để sang năm hãy bán. Thế thì năm nay mình biết thông tin mình ra được, có thể sang năm, một là mình không thể ra nổi, hai là có ra được chăng nữa thì có thể là dẹp bèo, đúng không? Thì lúc đó là ai cũng không dám nắm giữ đất nữa, bởi vì có thể là thuế nó cao hay cái vấn đề gì đó tới đây, thì đương nhiên chúng ta là lúc đó là người thiệt là ai? Người thiệt là chúng ta, đúng không? Đó, chào các bạn, chào các anh chị em nhà mình nhé. Anh Nam có chia sẻ rằng cho nhau tiền tỷ không bằng chỉ nhau cơ hội kiếm tiền. Cảm ơn em. Đấy, các anh chị thấy là anh Nam cũng là một trong những anh em đã biết thông tin, đúng không ạ? Anh Nam là một anh em trong cũng trong group của em Du cũng biết thông tin. Và anh Nam nhớ cái đêm hôm mà em live stream xong đã gần 11 giờ đêm không? Thế là anh gọi điện cho em. Thế thì anh em mình buôn đến sấp xỉ 12 giờ, đúng không ạ? Thế thì những cái thông tin đó thì em giúp được các anh ra quyết định là cái việc của các anh. Cũng là thông tin của em nhưng cũng có người đâu có quyết định. Thế thì cũng là bằng không, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay cũng là chúc mừng các anh các em đã cập nhật thông tin, tin tưởng vào những cái thông tin em đưa cho, thì đương nhiên các anh chị ra quyết định. Các anh chị có những cái tài sản em Thu rất là vui, đúng không ạ? Chứ ở đây chúng ta đã gọi là như anh Nam vừa comment một câu là cho nhau tiền tỷ không bằng chỉ nhau cơ hội kiếm tiền. Cảm ơn em Thu. Vâng, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì ở đây người ta nói rồi, thông tin là tiền, còn quý hơn tiền, đúng không ạ? Thông tin là tiền mà thậm chí còn quý hơn tiền. Cho nhau cơ hội và giúp nhau kiếm tiền, đúng không ạ? Cho nhau cơ hội, giúp nhau kiếm tiền, chứ đừng kiếm tiền của nhau các anh chị nhá. Đừng kiếm tiền của nhau. Đó, ở đây là chúng ta là cái gì cũng có giá của nó rồi. Cho nên là phận em làm để em hưởng, phận anh làm anh hưởng. Đừng có thăm có kiếm của nhau, nhất là càng anh em, đúng không ạ? Càng anh em muốn giữ được cái bền lâu, chúng ta hãy chân thật, thành chân thật nhất, đúng không ạ? Chân thành chân thật nhất thì chúng ta mới đi với nhau dài được, đúng không các anh em? Đó, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Em thiệt một chút nhưng vui nhiều hơn vì đã gom được cổ phần giá trị nhiều hơn. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Hiểu giá trị Ulisky, biết thông tin của đất, biết thông tin để chúng ta quyết định, đó mới là tuyệt vời. Chúc mừng tất cả nhà mình nhá, tất cả các anh em nhà mình. Ok, chị xin chào em Đặng Vũ. Đó, vâng, bây giờ là có 23 quý cô chú anh chị trong live stream của em Thu. Thì trong 23 quý cô chú anh chị, hãy chúc mừng những anh em đã ra được đất nhá và nắm được nhiều tài sản bằng con số 68 Lộc Phát, đúng không ạ? Lộc Phát, để chúng ta chúc mừng anh Nam, chúc mừng em chủ Văn. Thì chắc chắn các anh chị nếu như gần đây mà có cái mục tiêu gì, các anh chị chắc chắn sẽ gì? Đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Sẽ đạt được mục tiêu. Và các anh chị ạ, một cái tờ giấy A4 nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi, nhưng nó chứa đựng, đúng không ạ? Nó chứa đựng nhiều tài sản lắm đấy ạ. Nhiều tài sản lắm ạ. Và thì em cũng lấy về tờ này, đó là sẽ là 2, 4, 6, 8. Tờ này là tờ thứ 9 các anh chị ạ. Mà hôm vừa rồi em lấy về một tờ, chồng em bảo ô thế nhà mình con lấy rồi mà sao lấy nữa làm gì. Đấy, thế nhưng mà anh chị biết ạ, cái tờ này là tờ cần phải lấy, bởi vì cái tờ này là tờ vinh danh của con trai nhà em. Đó, vinh danh đấy, vào bảo tàng lịch sử. Thì nhà em có 3 người thì có cả 3 cái vinh danh rồi.
Vâng, em cảm ơn những con số 68 của cái cô chú anh chị để chúc mừng. À, chúc mừng anh Nam và chú Văn nhá. Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Chị Hằng muốn ra lắm nhưng chị Hằng vẫn chưa ra được. Thì em cũng mong là một ngày gần nhất chị Hằng ra được và kịp ưu đãi nhá. Kịp để vào nắm giữ cổ phần, kịp ưu đãi. Vui quá nhỉ, hôm nay livestream vui quá bởi vì các anh em được nhận những thông tin anh em ra được đất và nắm giữ được cổ phần. Và chị Hằng là nhiều tuổi hơn anh Nam đấy. Chị Hằng nhiều tuổi hơn anh Nam đấy ạ. Anh Nam bằng tuổi chồng em thôi. Anh Nam sinh 1978, anh Nam rất là trẻ. Mới giờ anh Nam có nhiều tài sản lắm, thôi em cũng không dám khoe cái con số của anh Nam đâu. Đấy, em bảo anh Nam đợi em nhưng anh Nam không đợi, em không chơi với anh Nam nữa đâu. Đấy thì cô chú anh chị em thấy không ạ? Ngày hôm nay công nghệ Ulysky nó hiện hữu rồi. Đúng không ạ? Nó là một sản phẩm hữu hình rồi. Và có những tài sản vô hình nữa, đúng không ạ? Sản phẩm hữu hình là những con tàu, những hệ sinh thái, những nhà nghỉ dưỡng và những khu trang trại trồng vườn cây ao cá các thứ. Bất động sản của chúng ta là những nhà máy, đúng không ạ? Những nhà xưởng, ba nhà xưởng và những nhà máy đó, nhà máy và nhà xưởng đó và những văn phòng đó là của chúng ta hết rồi. Chúng ta được đồng sở hữu công nghệ mà. Thế thì ngày hôm nay chúng ta góp vốn từ số vốn nhỏ, chúng ta được đồng sở hữu công nghệ dây này các anh chị nhá, để đằng sau trên đầu em này. Đấy, chúng ta được đồng sở hữu. Thế thì có đúng là khi chúng ta nắm giữ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đồng sở hữu công nghệ. Thì tuy nhiên, chúng ta mua một, chúng ta được có thể hàng sau này hàng trăm công ty, chúng ta cũng được hưởng từ 100 công ty các anh chị nhá. Em vẫn giữ mãi cái câu này bởi vì nhiều anh chị em không hiểu, lại bảo là không được đâu. Không phải, chúng ta nắm giữ cổ phần gốc, chúng ta không được cái lợi nhuận từ trực tiếp nhưng chúng ta được hưởng cái cổ tức từ gián tiếp. Đó. Tất cả quy tập vào một công ty mẹ, khi công ty mẹ đúng không ạ? Sau trả tức là thanh toán và sau thuế chúng ta sẽ được chia những cái cổ tức mà cổ đông chúng ta trên toàn cầu ai nắm giữ cổ phần ngày hôm nay, chúng ta đều được đồng sở hữu công nghệ, chúng ta có quyền lợi được như nhau. Chúng ta được nhận như nhau nhá các anh chị nhá. Và các anh chị thấy không ạ? Chúng ta nhận được cái trước khi chúng ta nắm giữ cổ phần là chúng ta biết được một đô trên một cổ phần, thì trước khi thu hút vốn đã được định giá hơn 400 tỷ, tức là xấp xỉ 500 tỷ, đúng không ạ? Đấy, xấp xỉ 500 tỷ cổ phần thì đương nhiên là xấp xỉ 500 tỷ đô. Thì các anh chị thấy là Tesla vừa rồi, đúng không ạ? Tesla vừa rồi là đỉnh điểm nhất mà có tầm 300, đúng không ạ? Ông Elon Musk, ông ấy giàu nhất thế giới đấy mà có 300 thôi, 300 tỷ đô mà đã nhất thế giới rồi, mà ngài chủ tịch của chúng ta từ năm 2013 đã được gần 500 tỷ rồi, đúng không ạ? Nhưng chỉ có điều là chủ tịch của chúng ta lúc đó là một startup, đúng không ạ? Và bây giờ nó đã gì, trưởng thành và lớn hơn rất rất nhiều rồi các anh chị ạ. Lớn hơn rất nhiều rồi, chứ không phải như 2013 được định giá đâu, đúng không ạ? Và chúng ta cứ nghe cái video của chủ tịch nói ạ, sau 5 năm tới, 10 năm tới, đúng không ạ? Tập đoàn của chúng ta không phải là một, công ty của chúng ta không phải là một công ty nữa, đúng không ạ? Có thể là hàng trăm công ty, đúng không ạ? Sau 5 năm tới, 10 năm tới. Mà cái video đó từ năm 2019 nha các anh chị nha, năm 2019 chủ tịch đã chia sẻ như thế rồi đấy ạ. Anh chị em nào mà không có cái video đó là em đăng lên thước phim, em đăng lên Facebook, em đăng lên TikTok, em đăng lên Zalo của em. Hết những cái thông tin mà chính ngài chủ tịch nói ra rồi. Và một công ty sẽ lớn hơn bằng gấp 3 lần công ty Ford này, Boeing này và Sikorsky. Đấy các anh chị thấy ạ, hai công ty sản xuất máy bay, Boeing và Sikorsky. Còn Ford tức là cái công ty sản xuất ô tô Ford đấy ạ. Đấy các anh chị thấy là toàn công ty máy bay, công ty ô tô nổi tiếng, mà ba cái đó cộng lại cũng không, tức là cái công ty của mình còn lớn hơn ba công ty cộng lại. Thì các anh chị phải biết là cái lớn của cái UST nó là như thế nào rồi, đúng không ạ? Đấy, quan trọng chúng ta có chịu lắng nghe và tìm hiểu những cái thông tin hay không mà thôi. Lương Ngọc Nhất chia sẻ tuyệt vời lắm em ơi. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì em ở đây này, em hiểu đến đâu thì em chia sẻ đến đó, theo cái cảm nhận và theo cái thông tin mà em đã được
biết trong cái văn phòng cá nhân của em đó, mà còn rất nhiều thông tin các anh chị ạ, còn rất rất nhiều thông tin đó. Và chúng ta đã được là gì, chúng ta đã được là ngoài cái định giá đó ra, chúng ta còn được cái gì ạ, biết trước là lộ trình đi là 2025 chúng ta được nhận cổ tức bằng tiền. Ví dụ chúng ta được 500 đồng trên một cổ phần, đúng không ạ? Bởi vì trước khi IPO lên sàn chứng khoán, kiểu gì cũng phải ít nhất một lần được cổ đông chúng ta được nhận cổ tức mà. Dù ít hay nhiều nhưng mà kiểu gì cũng phải ít nhất là một lần nhận cổ tức. Đó, có thể 2-3 lần mới IPO. Mà cái IPO nó chỉ là ra sàn đại chúng để cho toàn cầu biết rộng hơn thôi. Đấy, và lúc đó cái vốn hóa của chúng ta có thể tăng lên vô cùng lớn đấy các anh chị ạ. Bởi vì khi cái công nghệ này nó là tiềm năng, đúng không? Đột phá, độc đáo, độc quyền rồi. Thì các anh chị thấy là khi IPO lên sàn chứng khoán, lúc đó nhiều người biết đến, đúng không ạ? Trên toàn cầu hàng 8 tỷ dân nhiều người biết đến, thì đương nhiên cái nó đã tiềm năng rồi. Nhìn lúc đó là những tài phiệt, những tỷ phú, người ta mới nắm giữ cái cổ phần này, à cái cổ phiếu này, thì khi lên sàn nó mới tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta là những người nắm giữ từ lúc nhỏ bé, tức là em đang nói là một gói nhỏ cũng có võ là như vậy. Thì lúc đó là nhiều người vào mua nó, mua cái cổ phiếu khi đã thành công lên sàn, đúng không ạ? Những tài phiệt người ta nhiều tiền lắm, người ta lúc đó người lên sàn người ta mua đấy, cũng kiểu như các anh em bảo là lên sàn mua cho nó chắc đấy ạ. Vâng, đúng rồi, chắc lắm, nhưng quan trọng là mình có tiền hay không để mà mua, đúng không ạ? Thế ngày hôm nay mình biết nó tiềm năng như thế này rồi, mình không dám nắm giữ từ cái lúc nhỏ như thế này, để khi lên sàn mình có cái tài sản lớn luôn. Thế thì đợi khi lên sàn mình phải có tài sản lớn, có tiền nhiều thì bắt đầu mới mua được, đúng không ạ? Thế thì ít nhất một đô, đúng không? Ít nhất một đô thì các anh chị có 1 triệu đô, các anh chị mới có được 1 triệu cổ phần ngày hôm nay. Thì thay vì thế ngày hôm nay chúng ta nắm giữ, chúng ta đâu có nhiều tiền đâu, đúng không ạ? Chúng ta có mấy trăm triệu thôi. Mấy trăm triệu là xem nào, để em tính, nếu như bây giờ ưu đãi thì chúng ta chỉ mất tầm già 10.000 đô thôi, đúng không ạ? Tầm 12.000 đô thì phải. Nếu mà giá 1/75 ấy thì chúng ta tầm 12.000 đô già một tí. Thế nhưng mà nếu như các anh chị nào mà có phiếu 1/100, các anh chị chỉ bỏ ra 10.000 đô thôi. Đúng không ạ? Có 245 gọi là 250 đi, 250 triệu mà các anh chị được 1 triệu cổ phần ngày hôm nay. Khi lên sàn người ta mua 1 triệu đô mới được 1 triệu cổ phần. Thì lúc đó các anh chị đã có triệu đô trong tay rồi. Thì các anh chị bảo là lợi nhuận nào bằng, đúng không ạ? Nhưng quan trọng các anh chị phải hiểu được như thế nào là IPO, rồi như thế nào là cổ phần doanh nghiệp trước IPO cơ. Thì lúc đó các anh chị mới nghiêm túc tìm hiểu được. Còn các anh chị vẫn tơ lơ mơ ấy, đấy, chưa bao giờ biết đến cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì luôn luôn bảo ảo, lừa đảo. Làm gì có cái chuyện mà tí tiền mà lên sàn mà IPO vi ước gì mà tưng đây tiền. Nhiều người bảo thế lắm ạ. Đấy, thế thì có đúng nào, người ta gọi là tầm mắt mình chỉ nhìn được đến đoạn này, đúng không ạ? Nhưng tầm nhìn của cái nhìn xa vút, nhìn không thể, tức là cái mà không nhìn thấy thực tế mà người ta vẫn nhìn được. Thế thì ngày hôm nay em Thu và các anh chị không biết nhìn tầm nhìn xa như vậy, nhưng chúng ta học được, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu và chúng ta học được của những người có tầm nhìn nhiều trăm năm. Ông Quốc Vương Dubai, ông ấy là tầm nhìn ảnh hưởng, gọi là tầm ảnh hưởng thế giới. Tầm nhìn của ông ấy là 300-400 năm cơ mà, đúng không ạ? Thế tại sao ông ấy đón nhận mà ông còn cấp đất cho chúng ta, mà tập đoàn của chúng ta đương nhiên là cái giá trị như vậy. Nếu không có giá trị, nếu không có tiềm năng, nếu không có đột phá độc đáo độc quyền thì cái ông Quốc Vương Dubai không bao giờ ông quan tâm đâu. Bởi vì bên đất nước các anh chị đã sang, em Thu chưa sang nhưng em Thu được xem qua ảnh hình ảnh thôi. Đấy, từ cái lúc mà em chưa biết đến UST em đã biết Dubai là một đất nước giàu có xa xỉ rồi, cái gì cũng nhất rồi. Đấy, nhà cao này, khách sạn, nhà nghỉ này. À, rồi có cả những cái gì nhỉ, bất động sản cũng nhất này, công nghệ cũng nhất này, nó rất nhiều, cái du lịch của nó nhất, cái gì của nó nhất các anh chị ạ. Vườn hoa lớn nhất đấy các anh chị sang, những anh chị cô chú nào mà đã sang Dubai rồi thì các anh chị càng trực tiếp sang thì anh chị càng biết là cái gì nó cũng nhất rồi. Thế nhưng tại sao, đúng không ạ, tại sao một người như thế, tầm ảnh hưởng thế giới như thế, tầm nhìn xa như thế mà người ta gì không những đón nhận mà người ta còn mang cái công nghệ này sang Berlin, mà Berlin Linh Đức người ta quảng bá cơ. Đấy, thế thì nếu không có giá trị người ta quảng bá để cái danh tiếng của người ta, hạ thấp cái danh tiếng của người ta, đúng không ạ? Đấy, cho nên chỉ cần như thế thôi các anh chị ạ. Chỉ cần nghĩ những cái đó thôi, mình đã thấy là bản thân em Thu nhá, cá nhân em Thu và một số anh chị em đối tác của em Thu cũng thế. Chỉ nghĩ đơn giản một điều là
cái ông công nghệ Ulysky này mà không độc, không độc đáo, không đột đột phá, không độc quyền thì cái ông quốc vương Dubai không bao giờ ông nhìn đến, chứ không nói là ông đón nhận đâu, ông chả thèm nhìn, đúng không ạ? Nhưng đây ông ấy lại còn đón nhận lồng nhiệt và ủng hộ vĩnh viễn, sau đó ông còn mang cái công nghệ đi quảng bá. Ông chủ tịch có cần quảng bá đâu, đúng không? Ông chả cần quảng bá gì. Các anh chị chỉ cần nghĩ như thế thôi, các anh chị đã biết là Ulysky nó giá trị như thế nào rồi, đúng không ạ? Đó. À, Vũ Duy, em chào chị Thu. Ok, chị chào Vũ Duy. À, chị chào Kim Thơ nhá. Chính xác. Đấy, chúng ta chỉ cần nhìn vào mấy cái điểm nhấn chính đấy, chúng ta đã hiểu được công nghệ Ulysky như nào rồi. Mà khi chúng ta tìm hiểu nhá, chúng ta biết là một nhà khoa học, một tổ chức khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ giao thông vận tải, đúng không ạ? Thế thì vô hình dung người ta làm những cái điều vớ vẩn làm gì, đúng không? Nếu như nhá, em quay lại cái vấn đề lúc nãy là nếu như cái lúc định giá tài sản hơn 400 tỷ, đúng không ạ? Lúc định giá hơn 400 tỷ thì lúc đó ông ấy cần bán đi, ông chả làm gì mà ông giàu nhất thế giới rồi, đúng không ạ? Gần 500 tỷ đô cơ mà, ông đã giàu nhất thế giới rồi. Mà lúc đó những anh chị nhá, chủ tịch còn nói là đấy là tôi chỉ là đưa ra một phần thôi, đưa ra một phần nhỏ thôi. Nếu như tôi mà đưa hết ra thì rất nhiều người hoảng sợ. Các anh chị ạ, chỉ cần những cái câu đó thôi mà khiến gọi là cái niềm tin của mình đã vô cùng lớn. Và em Thu ngày mai là sinh nhật 35 đấy, 35 góp vốn và đồng hành cùng Ulysky đấy các anh chị ạ. Và từ lúc đó đến bây giờ, lúc nào em cũng thấy là lộ trình đi rất là ăn khớp, rất là chuẩn chỉ, đúng không ạ? Có thể là chỉ có mỗi là cái gói nào mà nó bị trục trặc cái hệ thống mạng, có thể người ta gia hạn cho mình thôi. Đấy, chứ còn em thấy là mọi thứ nó rất là chuẩn chỉnh, mà thậm chí là nó còn nhiều hơn cái mà mình nhìn thấy đấy các anh chị ạ. Đó, vốn của chúng ta, toàn cầu của chúng ta vốn có nhiều đâu, nhưng ngài chủ tịch biết vận hành kinh doanh vô cùng giỏi, biết vận hành những đồng vốn của chúng ta và làm được nhiều hơn thế, nhiều hơn cái sự mong đợi của những người đi trước. Người ta đầu tư từ năm 2014 này, 15, 16 các anh chị ạ. Thì mãi cuối năm 2016 em Tâm mới biết và mang về công nghệ này về về Việt Nam chúng ta, đúng không? Thế thì mãi năm đầu năm 2017 thì cộng đồng của Việt Nam chúng ta bắt đầu mới biết. Nhưng mà lúc đó rất là ít người nắm giữ, đúng không ạ? Ít người. Nhưng bắt đầu năm 2018 những em Kim Thơ này, đấy vợ chồng em Kim Thơ, top công top thơ, các anh chị em top bây giờ đấy, thì lúc đó mới bắt đầu là gì? Hiểu ra và gọi là những người đi trước so với chúng ta và cũng phát triển, cũng lan tỏa, thì ngày hôm nay chúng ta mới biết nhiều như vậy, đúng không ạ? Dưới top công bây giờ hàng hơn 40.000 đối tác, đúng không ạ? Sắp xỉ 50.000 rồi thì phải. Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đấy là chỉ một mình top công thôi nhá, chưa tính là những anh em khác, top khác nữa. Thế thị trường Việt Nam rất là nhiều, chứ không phải là không đâu. Nhiều khi anh chị em mà thấy những tài phiệt, những tỷ phú tới đây mà người ta ra quyết định thì đúng thực là hết lúc nào mình cũng không thể biết trước được. Bởi vậy ngày hôm nay chúng ta còn biết đến và chúng ta có thể là gia tăng thêm tài sản, hoặc chúng ta hôm nay mới biết đến, chúng ta hãy nhanh chóng để tìm hiểu, để chúng ta nắm giữ cái cơ hội này. Ít cũng được, có còn hơn không. Còn hơn là ngày hôm nay biết mà sau này làm khán giả, còn hơn ngày hôm nay biết là sau này nuối tiếc cả cuộc đời, mà nhiều đời chứ không phải một đời, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất nhiều nhá. Đó, thế thì em Thu sắp xuống live rồi, mà bây giờ là 27 quý cô chú anh chị trong live stream của em Thu. Thì em cũng nhờ những cánh tay yêu thương của quý cô chú anh chị hãy lan tỏa. Dù ngày hôm nay có thể những anh chị chưa xem được trực tiếp, có thể họ xem lại. Đó, có thể họ xem lại và đâu đó có thể họ ra quyết định. Đó, những anh chị mà có thể là chưa có niềm tin và các anh chị sẽ ra quyết định là gia tăng thêm tài sản, đúng không? Đây là cơ hội thay đổi cuộc đời của họ và tương lai của họ mà, đúng không? Thế thì ngày hôm nay nếu như mà anh chị em nào mà chưa có lỗ một cổ phần của Ulysky mà biết, có người còn bảo biết lâu rồi, đúng không ạ? Biết 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái này nó mới có 9 năm, biết 10 năm thì biết ở đâu? Biết bằng niềm tin à, đúng không ạ? Mới có từ năm 2014 đến bây giờ mới là 9 năm, đúng không ạ? Hết năm nay là 9 năm. Thế có đúng là mới được 9 năm mà người lại bảo anh biết lâu rồi, anh biết 9 năm nay rồi, 10 năm nay rồi. Thế thì từ năm ngoái mà bảo với 10 năm nay thì 2 năm nó là ở đâu? Đúng không ạ? Đấy là nói theo kiểu như là biết cho hay thôi, kiểu mới biết nhưng mà nói kiểu như là không đúng. Đấy, nói phải chuẩn, mà đây là cái cơ hội nghiêm túc, nói phải chuẩn, nói mà không chuẩn thì không ai nghe.
Đấy, mà khi đã có người nghe rồi thì người ta đồng hành và người ta thực sự đó là cơ hội của người ta rồi, đúng không ạ? Ngân Giang chào cả chào cả nhà tỷ phú ST nhé. Vâng, cảm ơn bạn hay anh Vân Giang, Ngân Giang đây. Ok, chị chào sao? Chị chào Vũ em chào chị Hoa. Vâng. Phải thế thôi. Ok, chị cảm ơn sao. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Khi ngày hôm nay chúng ta biết đến mà chúng ta bỏ qua, đó cũng là một cái quyết định của chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta biết đến, chúng ta quyết định nắm giữ là 250 đô cũng là quyết định của chúng ta. Ngày hôm nay cô Lịnh biết đến, cô Lịnh nắm giữ 23 triệu cổ phần cũng là một cái quyết định của cô, đúng không ạ? Mỗi người có sự quyết định và lựa chọn khác nhau. Nhưng tuy nhiên, chúng ta giống nhau là cái chỗ là quyền lợi của chúng ta như nhau. Quyền lợi của chúng ta như nhau các anh chị nhá. 250 đô, 50 đô cũng cần biết thông tin như là 500.000 đô hoặc là 5 triệu đô. Đúng không ạ? Bao nhiêu cũng được. Chúng ta đã là cổ đông ở đây rồi, chúng ta đã là nhà đồng sở hữu công nghệ, chúng ta đều biết hết, đúng không ạ? Từ 50 đô gói nhỏ nhất cũng bằng cái cũng có cái quyền lợi và cái thông tin như các anh chị nhiều triệu đô. Đấy. Thì em Thu mấy hôm nay thấy cái thông tin là có nhà tài trợ vào cái công nghệ này 4 triệu đô. Thế thì em Thu xin hỏi là ví dụ như chúng ta là cái tầm của chúng ta thấp, đúng không ạ? Tầm của chúng ta thấp, chúng ta có thể là 250 đô, 500 đô, 5.000 đô hoặc là 50.000 đô chẳng hạn. Nhưng với cái tầm các anh chị, các cô chú mà có cái số tài sản hàng triệu đô, mấy triệu đô, đúng không ạ? Thì người ta phải thế nào? Người ta phải giỏi ở lĩnh vực của người ta lắm rồi, người ta mới có những cái triệu đô như vậy. Thế thì vô hình dung người ta có nhầm không ạ? Nếu như ngày hôm nay anh em nào bảo ảo thì hãy kết nối với những người vào hàng triệu đô ấy, 500.000 đô ấy, hàng triệu đô hoặc mấy triệu đô vừa rồi đấy. Đó, hãy kết nối với họ xem họ cho cái câu trả lời như nào. Hoặc là chúng ta nếu cảm thấy chưa tin, chúng ta bỏ ra mấy nghìn đô sang bên Dubai tham quan một chuyến, vừa được đi du lịch hình ảnh như thế, sang chiêm ngưỡng cái những cái nhất của Dubai và sau đó là nhìn đây có đúng là cơ hội không, lúc ý về đầu tư cho nó chắc, mà không nhanh thì chả còn đâu, đúng không ạ? Đấy, cho nên là muốn chắc thì hãy sang, nhưng bản thân em Thu không cần sang, nhưng em Thu vẫn là gì ạ, cảm nhận được, vẫn tin tưởng Ulisky là có thật 100%. Và tới đây, đúng không ạ, tới đây nếu em mà có cái nguồn mới kia, em tài trợ hết cho Ulisky. Đó, dù lúc đó Ulisky không có ưu đãi, em vẫn tài trợ, bởi vì đây là một cái cơ hội để mình góp vốn tài trợ vào để cho tương lai của mình. Bởi vì cái công nghệ này nó ra đời để giải cứu cái hành tinh mà. Thì chúng ta đời con cháu, chúng ta đời đời sau này là sống ở cái hành tinh này, đúng không ạ? Thế thì có đúng là ủng hộ cho chính gia đình và tương lai chúng ta không ạ? Đó. Và có những anh chị nghĩ là gì ạ? Không phải đối tác của mình, không phải là bên mình hỗ trợ, có thể là các anh chị bỏ qua, nhưng đối với em Thu lại khác. Ngày hôm nay em tiếp 3 người, 2 người gọi điện thoại và 1 người tin nhắn, là không phải là em Thu giúp, nhưng người ta muốn cái thông tin từ em. Bởi vì họ theo dõi livestream của em, họ bảo là em, chị livestream em biết số điện thoại của chị, em kết nối thôi. Và lúc đầu em còn giả vờ là em ở Khánh Hòa, hôm nay có em sinh năm 1988 ở Khánh Hòa, em giả vờ là em chưa biết đến bao giờ, em Thu vẫn tư vấn như thế. Và đến khi em mới bảo là em nói thật với chị, em đã đầu tư rồi, nhưng em muốn có thêm thông tin để em có niềm tin hơn, để em gia tăng thêm tài sản, bên bây giờ còn gói ghi danh nữa không, để em vào thêm trả góp một gói nữa. Thế thì nếu như em không tư vấn cho em ấy kỹ, thì liệu em ấy có, hoặc là em mà bảo là cái này không phải đối tác của mình không hỗ trợ, đúng không ạ? Thì có đúng là em ấy lại không có niềm tin. Có thể là một là em hỏi chỗ khác, hai là có thể là em chỉ một gói vinh danh đó thôi, em không tài trợ nữa. Nhưng từ cái mà em tư vấn, em bảo là em ơi, tức là em ấy, bây giờ em còn thiếu cái thông tin gì, hay là em còn cảm thấy lăn tăn về một cái điều gì với cái công nghệ Ulisky này, em cứ nói ra để có thể là chị biết trong cái khoảng kiến thức của chị sẽ giúp được em. Nhưng nếu như mà không trong cái tầm kiến thức của chị có thể hỏi một người anh, người chị hay cô chú anh chị em nào đó đi trước, họ có thông tin, có kiến thức hơn, thì chị sẽ lại giúp em để hiểu ra. Bởi vì là em đã là đồng sở hữu công nghệ này rồi, thì cái tập đoàn đó cũng là của em, chị cũng thế, tập đoàn đó là của chị. Thế đương nhiên bây giờ em bỏ vốn vào đó, em tài trợ vào đó, thì cũng là tài trợ vào tập đoàn của chị. Thế chị giúp em cũng là giúp chị cơ mà. Xong em mới bảo là ôi, em lúc đầu em nghĩ em gọi chị em rất là ngại, em rất là non, không biết là
không biết là chị có giúp em được cái thông tin như em mong muốn hay không. Thế thì theo các anh chị, một người người ta có tâm thái muốn để biết được thêm thông tin để người ta gia tăng thêm tài sản, mà mình lại biết mà không cho thì liệu có được không ạ? Ai cũng cho đúng không ạ? Ai cũng cho. Em là em cứ kể cả không, em có một cái em như thế này mà ở đây không biết có chị Bình ở đây không nhá. Chị Bình xem nào để chăm sóc em ấy đi, bởi vì em ấy là một người em cũng rất là tin tưởng Ulisky rồi, toàn theo dõi livestream của em Thu và toàn liên lạc gọi điện và chat với em Thu thôi, mà đi cảng biển đi biển đấy, mấy tháng thậm chí mấy tháng mới về. Em còn gửi tiền em Thu để khi nào có gói ưu đãi thì chị vào giúp em, mà lại còn chị giúp em lập tài khoản cái người bạn của em nữa đấy. Nên nhiều khi em cũng hay bận rộn ở cái chỗ là giúp người khác, hỗ trợ người khác đấy ạ. Nhưng mà không sao cả, đấy là một cái niềm vui, là miễn làm sao các anh chị là có nhiều tài sản, các anh chị có thật nhiều tài sản là được, đúng không ạ? Chào anh chị em cổ đông UST, chào em, chào MC. Vâng, em cảm ơn anh à, anh Nguyễn Trấn đúng không ạ? Không có hình ảnh, có mỗi bông hoa hay không em không biết là ai ạ. Những người có tư duy đầu tư sợ gì? Sợ không kịp gom cổ phần, báo chí truyền hình Việt Nam đưa thông tin sai sự thật làm một số anh chị em lo lắng. Đến giờ này không phải băn khoăn, kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó, thì ở đây chúng ta là gì? Chúng ta là khi hiểu giá trị rồi, đúng không ạ? Chúng ta thì không phải lo cái thông tin trái chiều ngoài kia làm gì nữa. Thì em nói thật với các anh chị này, các anh chị có tốt đến mấy, đúng không ạ? Các anh chị có đúng đến mấy, các anh chị có hoàn hảo đến bao nhiêu, nhưng vẫn có người nói xấu các anh chị, các anh chị vẫn có người cạnh tranh với các anh chị từ lời nói, từ hành động đấy ạ. Không ai là không có đâu, không ai là không có đâu. Nhưng không sao, các anh chị phải lên nhớ rằng càng tốt bao nhiêu, càng đúng bao nhiêu, càng đẹp bao nhiêu, càng có đối thủ cạnh tranh bấy nhiêu. Đấy, thế thì những cái người đó người ta gọi là thiện bao giờ cũng thắng ác, đúng không ạ? Càng họ càng viết như thế thì những người đi sau mới có cơ hội anh nhé. Càng viết báo, càng những cái thông tin trái chiều đấy, những người đi sau càng có cơ hội. Chúc mừng cho những anh em đi sau, chúc mừng cho những anh em ngày hôm nay bắt đầu biết mà nắm giữ ngay, bởi vì thời gian nó còn rất là ngắn nữa, chúng ta đã gì thu hoạch được trái, những cái trái ngọt đầu mùa rồi. Nhưng những em Thu và những anh chị em đi trước và những người có tầm nhìn từ cái năm 2014 đến giờ, người ta gánh hết những cái rủi ro cho chúng ta đấy ạ. Thì có đúng là biết ơn những người như thế đúng không ạ? Và cũng biết ơn những cái báo lá cải ngoài kia, biết ơn những cái thông tin trái chiều mà những người đi sau có cơ hội mà vẫn còn được ưu đãi. Đó, các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Đúng rồi ạ, anh Nguyễn Học ạ. Cho đi là còn mãi. Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Và em cảm ơn anh Nguyễn Trấn là có cái bình luận rất là cũng dài dài. Nhưng mà thực tế ra là anh cũng rất có niềm tin vào Ulisky rồi. Chỉ có điều là anh comment lên để em Thu đọc được, để em Thu chia sẻ, biết đâu đó lại giúp người, những người đang tin về thông tin trái chiều đúng không ạ? Gõ lên Ulisky là gì, hay Skyway, ngày xưa là Skyway đúng không? Nó là tên một công nghệ thôi các anh chị em nhé. Còn tên thương hiệu của tập đoàn chúng ta là UST rồi. Đấy, UST rồi nhá. À, Đỗ Lực chào bạn, nghe nói có 4 triệu Phú gom 400 triệu cổ phần thì nhanh lắm nhỉ. Đúng rồi, 4 triệu đô đúng không? 4 triệu đô cơ mà, 4 triệu đô nhá, chứ không phải là 4 triệu cổ phần đâu. À, 4 triệu phú đúng không? 4 triệu phú. Thế thì ở đây chúng ta phải biết rằng những người mà người ta có tiền, có những triệu đô rồi, thì hôm nay người ta biết đến và người ta hiểu ra giá trị của Ulisky mà người ta nắm giữ một phát, đúng không? Một phát bằng chúng ta gom mấy năm, thậm chí bằng mấy nhiều anh em chúng ta góp lại, đúng không? Đó, thế thì nếu như đấy là những doanh nghiệp thôi nhá các anh chị em nhá. Những doanh nghiệp, những anh em quý vị có thể là người ta buôn bán bất động sản lâu năm rồi, người ta có cái tài sản rất là lớn rồi, thế thì người ta cũng rất giỏi, ở đầu người ta có sạn có sỏi hết rồi, người ta mới nắm giữ và người ta hiểu ra giá trị và người ta nắm giữ nhiều như vậy. Thế thì ngày hôm nay nếu như chúng ta mà biết đến
từ cái số vốn nhỏ mà chúng ta sợ, chúng ta không dám, thì đúng cả đời chúng ta chả có cái cơ hội nào được bằng Ulisky đâu các anh chị nhá. Đó, cảm ơn Đỗ Lực, cảm ơn chị Kim Dung. Vâng, em chào chị. Hello bạn Nhàn nhá. Hello bạn Thu xinh đẹp, cảm ơn bạn Nhàn. Bạn Nhàn nhá, bạn Nhàn ở bên bên Pháp đúng không? Nhàn bên Pháp. Thế không biết Nhàn giờ này được bao nhiêu triệu cổ phần rồi, Nhàn có thể comment lên cho các anh chị em để có cái động lực gom thêm nào. Mà bạn Nhàn nhá, xuất thân từ một bạn gọi là đi lên từ con số 0 mà bây giờ bạn ấy có cái cơ hội nắm giữ cổ phần vô cùng nhiều các anh chị ạ. Đấy. Muốn mình muốn giàu thì phải giúp được nhiều người giàu thì mình mới giàu được. Mình muốn có giá trị thì mình phải giúp được nhiều người giá trị. Mình muốn thành công thì giúp nhiều người thành công mình mới thành công, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên nhiều những anh em ấy mà thấy Thu lên livestream, thấy Thu đi chia sẻ như thế, họ nghĩ là họ luôn luôn nghĩ cách cũ và làm cách cũ mà. Họ nghĩ à? Ôi trời ơi, cái nghề không giữ mà làm. Thế mà bây giờ lại đi chào mời xa xả đấy ra. Không biết có ăn thua gì không. Cái câu đó em Thu nghe rất nhiều từ những mối quan hệ thân quen của em Thu. Đó các anh chị ạ. Nhưng cái câu đó đối với em Thu bây giờ là nó quá bình thường. Mà nói chuẩn một câu nó quá tầm thường. Nó quá tầm thường. Bởi vì sao? Bởi vì em Thu xác định được là em Thu giờ này em đang Thu đang đứng ở đâu. Và 5 năm nữa, 10 năm nữa em Thu đứng ở đâu rồi. Cho nên là những cái lời đó nó là quá tầm thường chứ không phải bình thường nữa. Đấy, em đứt cái dây ấy rồi. Em bị đứt cái dây xấu hổ, em bị đứt cái dây ngại, đứt cái dây mà kiểu như là những cái tiêu cực đó mà đến với mình là mình không còn như ngày xưa nữa rồi. Nhưng còn 3 năm về trước có thể là có một chút, đúng không ạ? Nhưng bây giờ em bị đứt cái dây rồi. Thế nên em chẳng có cái gì để mà họ nói bằng thừa đấy mà. Mình phải biết xác định là mình đang làm cái điều giá trị gì, giúp gì cho đời, giúp gì cho cộng đồng. Và cái giá trị đó sau này nó tuyệt vời và nó không thể tưởng tượng nổi đâu các anh chị ạ. Bình thường chúng ta truyền thống nhá, chúng ta dạy dỗ nhau cái nghề ấy, kể cả anh em ruột thì Thu không nói làm gì. Ví dụ anh em chỉ mối quan hệ hay họ hàng thôi, không bao giờ các anh chị bày hết để những cái chiến lược, những cái chiêu của các anh chị được, đúng không? Nghề truyền thống bảo hết nhưng mà mai làm gì còn cơm cháo cho con mình ăn nữa. Đấy là nghề truyền thống. Chứ còn nghề nhá, nghề để mà nghề gọi là đơn giản như nghề của chồng em bây giờ hiện tại vẫn đang kinh doanh đấy, vẫn đang buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ các con giống đấy. Riêng mà cái nghề đó bây giờ mà mình mà có mẫu ngày hôm nay, mai lại tràn lan ngay, một vài ngày lại tràn lan đầy. Đấy, cạnh tranh khốc liệt, cạnh tranh mẫu mã, cạnh tranh giá cả đấy, chầy chóc ra đến bao giờ cho được triệu đô. Em khẳng định nếu chồng em và hai vợ chồng em mà vẫn cứ làm nghề truyền thống nhá, hết đời không bao giờ có triệu đô trong tay để mà dư dật ra được. Không bao giờ có được một vài tí là hết căng, nét căng đấy ạ. Đấy, tại vì còn con cái ăn học hoặc bao nhiêu các thứ việc. Chứ còn nếu như mà không lắng nghe, không tìm hiểu, không nắm giữ cơ hội mới, không có cửa có triệu đô trong tay đâu. Đấy, em cũng biết ơn cái sự quyết định của em cách đây 3 năm các anh chị ạ. Và em cũng biết ơn những cái sự cố trong đời em xảy ra. À, nếu mà không có sự cố trong đời có thể là chưa đi tìm cơ hội Ulisky. Và ngày hôm nay các anh chị nhá, chúc mừng cho các anh chị được những em Thu đi trước chia sẻ. Còn trước đây em Thu phải tìm gần 7 tháng rồi mà chưa dám tin đấy ạ. Làm gì có ai chia sẻ như kiểu này. Đó, à, không, đây cứ khác gì gọi là chỉ cho từng chữ một để mà tìm hiểu, để có cái cơ hội mà, đúng không? À, bạn Nhàn có nói là chưa đạt được mục tiêu. Trời ơi, 50 triệu cổ phần hoặc 30 triệu cổ phần thì chưa đạt được mục tiêu là đúng rồi. Ví dụ 10 triệu, 20 triệu là đạt được rồi, là ok, là chúc mừng bạn rồi nhá. À, hỏi hơi sớm, sau này trả cổ tức sẽ nhận như thế nào hả em? Thì cổ tức thì anh ơi, cổ tức thì lúc đó theo cái bất cứ một công ty hay doanh nghiệp nào người ta đã ví dụ công bố, ví dụ như là 20% sau thuế, đúng không ạ? Thế chúng ta chi hết rồi trong là chỉ còn hai, tức là chúng ta chỉ 20% chia, tức là thấp nhất là 20% chia cho chúng ta. Nhưng quan trọng lúc đó chúng ta ví dụ như là tập đoàn của chúng ta là có kiểm toán rồi, chúng ta không phải lo hay là tự cái ông này ông kia người ta báo khống đâu. Đấy, bởi vì tập đoàn chúng ta là có gì bên thứ ba rồi, tức là người ta là giám sát, đúng không ạ? Giám sát cái tập đoàn này vận hành rồi, giám sát từ tất cả mọi thứ, kiểm toán hàng năm, kiểm toán nội bộ này, kiểm toán quốc tế đấy, đúng không ạ? BDO đấy ạ. Mà BDO bây giờ nó đổi tên rồi các anh chị nhá. Bây giờ tìm BDO bây giờ không có đâu. BDO bây giờ nó đổi tên rồi, nó tên là cái gì bằng tiếng Anh ấy, em không biết tiếng Anh cho nên em cũng khó mà nhớ được. Đấy,
thì lúc đó là phụ thuộc vào theo cái mình là thu nhập lợi nhuận được bao nhiêu và chia đều cho các cổ đông. Chúng ta có thể là 500 con hoặc là 1.000, đúng không ạ, 500 hoặc 1.000 đồng Việt Nam mình chẳng hạn, hay 2.000, lúc đó là 20% sau thuế. Đây là ít nhất 20% nhé. Thế thì còn 80%, ví dụ chia cho chúng ta 20%, thì 80% là tái đầu tư, đúng không ạ, tái đầu tư. Bởi vì tập đoàn của chúng ta là vẫn còn non mà, mới lên, ví dụ mới bây giờ mới bắt đầu là chúng ta cần phải có thêm vốn để chúng ta có thể là chúng ta là gì, tái đầu tư, thì tiền của chúng ta vẫn là tiền của chúng ta thôi, thì lại tái đầu tư vào. Thế thì lúc đó là cổ tức của chúng ta những sang năm thì chúng ta sẽ nhiều hơn là như vậy đấy ạ. Đó. Thế còn lúc đó là được chính xác bao nhiêu thì lúc đó mới biết được anh nhé. Có thể là năm đầu tiên ấy, có thể là chia là trước khi IPO lên sàn chứng khoán thì có thể là chia một lần. Đấy, có thể là hai lần, ba lần, đúng không ạ? Đấy, tùy theo. Thế nhưng nếu như có thể mà khi đủ điều kiện là phải một, ít nhất một lần chia cổ tức cho các cổ đông chúng ta. Thì khi ví dụ IPO lên sàn chứng khoán rồi thì lúc đó là 80% tái đầu tư đó, 20% chúng ta nhận đó, gọi là một cái gọi là thành công nhỏ của chúng ta, nhưng đó cũng là một cái thành công, đúng không ạ? Lúc đó là chắc chắn cái năm đầu tiên sẽ không nhiều đâu các anh chị nhá, sẽ không nhiều đâu. À, chính xác, vâng, em cảm ơn chị Dung. Người ta chưa biết đến cổ phần doanh nghiệp, nhìn nghề đồ gỗ nhà em thu là mơ ước của nhiều người rồi. Đúng rồi ạ, chị, em cảm ơn chị Dung. Thì người ta thường nói là cái cơ hội mình, kể cả bản thân em nhá, chứ không cần nói ai, em chính nói chính bản thân em thôi. Nếu như cái công việc về đồ gỗ này nhiều người đang muốn có một cái cửa hàng và buôn bán như nhà em chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì bản thân em nghĩ rằng nếu như mình cứ giữ cái đó thì thực sự nó tốt, nhưng nó chỉ tốt với những cái những năm trước của mình thôi. Nhưng bây giờ nhiều người làm rồi, nó không còn màu mỡ như trước nữa. Và mình cần phải đi trước một cái điều gì đó, mình đi trước một cái cơ hội nào đó, thì đến khi mình muốn và mình khao khát thực sự thì mới gặp Ulisky. Các anh chị biết không, gần 7 tháng, nếu như người khác là bỏ luôn, đúng không ạ? Nhưng em gần 7 tháng em lại tìm hiểu lại các anh chị ạ. Gần 7 tháng, xong rồi em bỏ ra mấy tháng, bỏ qua mấy tháng xong rồi em lại tìm hiểu lại. Thì theo các anh chị là có đúng là em, khi em khao khát đủ lớn là vũ trụ sẽ đưa đến cho em, là em không thể bỏ cái cơ hội này không? Đấy, thì cái cửa hàng gỗ như chị Hằng, à chị Kim Dung vừa comment ấy, thì có đúng là nhiều người mong được như thế, đúng không ạ? Nhưng đối với em còn muốn là ồ bây giờ mình làm cái này rất là khó khăn, đúng không? Thế nhưng mà khó khăn đối với bản thân mình thì có thể những người khác bây giờ đang mong có một cửa hàng như thế đó, nhưng mà em lại muốn là mình không biết thì thôi, biết đến cơ hội mới là mình phải gì, thay đổi, mà thay đổi để tốt hơn mà, các anh chị công nhận không ạ? Và em cũng biết ơn môi trường UST đã giúp em thay đổi rất là nhiều các anh chị nhá. Trước đây em không nói nhiều như này đâu, em có nói nhưng mà không, tức là chỉ nói trong cái phạm vi, ví dụ em sang Linh Bình em giao hàng cho mấy cửa hàng thì em chỉ biết mấy cái cửa hàng đó thôi, chứ em không biết giao tiếp hay biết gì đâu. Nhưng khi biết đến công nghệ Ulisky này, và mà đặc biệt là em ký làm, nó có chương trình ký làm đối tác với công ty quỹ riêng nhá anh chị nhá. Thế thì khi em ký với công ty quỹ là làm đối tác để giúp cộng đồng có cái tài sản, có cái cơ hội này đấy ạ, thì lúc đó em mới học những cái thông tin trong văn phòng cá nhân, và những anh em đi trước họ bảo là live stream là giúp được nhiều người hơn. Và cái thực tế là khi lên live stream lúc buổi đầu rất là ngại các anh chị ạ, mình sợ nói sai này, sợ nhiều những người thân xung quanh của mình cười này, lúc đó rất là tự ti các anh chị ạ. Nhưng một thời gian, cái gì cũng có ngày bắt đầu các anh chị nhá, một thời gian em tự em quen, tự em quen thôi, cứ ngồi nhiều là em quen. Mà kể cả bây giờ nhá, bây giờ nếu như mà em mà chia sẻ Zoom em rất là ngại đó. Em làm MC thì em làm vài lần MC rồi, nhưng khi em lên chia sẻ Zoom bằng cái các cái slide đấy thì em lại chưa làm, cho nên là em bây giờ em vẫn có đang có cái trở ngại là em chưa làm bao giờ, em sợ làm không tốt, sợ anh chị em hỏng cả cái buổi chia sẻ Zoom đó. Thế thì các anh chị có biết không ạ? Ngày hôm nay em live stream được như thế này là cũng nhờ cái sự kiên trì, đúng không ạ? Không ai tự dưng biết đi, không ai tự dưng biết nói, phải học hết ạ, cái gì cũng học đó. Quan trọng mình kiên trì. Và em cũng rất là biết ơn những anh chị mà cái lúc đầu ấy em không biết chia sẻ, em không biết nói nhiều đâu, em cứ nghĩ đến cái gì em nói cái đấy. Đấy, có thể đang chia sẻ cái này em lại nghĩ đến cái gì đó em lại nói luôn cả. Thế mà các cô chú anh chị cũng lại tin em và tin vào cái công nghệ này đó. Thế nhưng mà tuy nhiên cái điều đó là sẽ ít hơn bây giờ. Đấy, bây giờ là mình có ngôn từ hơn này đó, mình biết là cái người này cần cái gì, người kia cần cái gì
Đấy, ví dụ những anh chị doanh nghiệp về anh chị cần cái gì, các anh chị em đi công ty công nhân cần cái gì, đúng không ạ? Đấy, những giáo viên người ta hay khô khan hơn một chút thì mình cần chia sẻ cho người ta cái gì. Đấy, chỉ thế thôi ạ. Chứ không có gì đâu, chỉ học mấy cái đó để giúp họ, để những cái thứ họ cần. Người ta gọi là của cho bằng cách cho đấy ạ. Đấy, bán những thứ họ cần chứ đừng bán những thứ mình có là như vậy. UST là một cơ hội tốt, vô cùng tốt rồi. Nhưng mà nếu không chia sẻ cẩn thận, không chia sẻ theo cái chiều hướng họ cần gì thì cũng khó mà giúp được họ, đúng không ạ? Ở đây những anh chị đã chia sẻ offline, những anh chị em cô chú thực sự là đã chia sẻ rồi lại hiểu được cái hoàn cảnh mà khi đi chia sẻ, đúng không? Mà nhất là chia sẻ với vợ, chồng không đồng ý, với chồng nhưng vợ không đồng ý. Trời, nếu như nhá, có thể những trường hợp em chia sẻ một chút, cái này đáng lẽ ra em không chia sẻ trên live đâu, nhưng mà không biết hôm nay lý do sao em lại chia sẻ trên này. Ví dụ các anh chị đến chia sẻ với chồng hay vợ mà chưa đồng ý nhá, thì các anh chị có một cái chiêu này. Em đến em coi như bình thường, em không coi như là em không phải là một người đi giúp họ hiểu ra cơ hội đâu. Em chơi bình thường, em nói chuyện bình thường, nói chuyện để cho người ta biết là em là bạn của một cái anh này, hoặc em là bạn một cái người vợ này, hoặc bạn là một người chồng thôi, bạn thân thôi. Sau khi đó là chia sẻ xong, bắt đầu xem chiều hướng cái người chồng hay người vợ đó người ta thế nào đã. Khi cảm thấy lúc đủ người ta gọi là đủ lắng hoa mới lở đấy ạ, thì lúc đó bắt đầu em mới nói chuyện đó. Thì nói chuyện lúc ý này rất là dễ dàng các anh chị ạ, bởi vì mình đã có cái sự cởi mở và cái thân thiện ngay từ đầu rồi, thì lúc đó là họ giúp họ rất là dễ đấy. Còn nếu như mà mình đến cái được vợ hay chồng giới thiệu, à đây là em này, em này đang chia sẻ, à đây em này hay là chị này chia sẻ cho em cơ hội này đây nọ kia, trời ơi lúc ý người ta ghét mình lắm, người ta không muốn tiếp mình đâu. Mình nói gì họ không nghe, thậm chí có thể là em thì em chưa bị trường hợp đó, nhưng mà có thể là người ta không thèm tiếp mình. Một là người ta đi chỗ khác, hay có thể người ta bảo thôi chia sẻ cái gì chứ ở đây không đón nhận cái gì đấy. Có những trường hợp các anh chị bị thế rồi, nhưng em chưa bị thế, bởi vì là em có cái gọi là sự trải nghiệm mà qua online thôi, chứ còn offline em chưa phải trải nghiệm qua cái đó. Nhưng mà em thấy của những các chị khác và em có cái cách đó, bởi vì là khi người ta chưa hiểu ấy mà người vợ hay người chồng giới thiệu luôn, thế người ta đang ghét mà, người ta đang không thích rồi, người ta đang chê mà, thế thì mình đương đâu mình giới thiệu bột phát như thế, thì có đúng là đổ thêm dầu vào lửa, là đương nhiên người ta đã ghét rồi, người ta càng ghét ai người ta ấy đến mình nữa, đúng không ạ? Đấy, đấy là một chút xíu để em chia sẻ cái mà em chia sẻ cho cộng đồng như thế đấy ạ. Thì Hyundai à? Ôi, sao tên thì chả có dấu gì. Chào em Thu Si à. Vâng, chào các anh chị Thiên Dương, chị Thu nói chuẩn. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình nhá. Ôi trời, bây giờ vẫn còn 34 quý cô chú anh chị trong live. Thế thì có khi ngày mai em lại lên live nữa nhỉ. Ngày mai em lại lên live, nhưng mà quan trọng là em có sắp xếp được thời gian hay không. Đó, quan trọng là em có sắp xếp được thời gian hay không. Nếu mà em sắp xếp được thời gian, bởi vì nhá, em lại chiều em livestream cùng các anh Thiệt với em Dung và những khách mời. 19 giờ em lại livestream trên TikTok. Đấy, cứ độ tiếng rưỡi mới lại một tiếng. Thế thì đương nhiên là đến ví dụ 21 giờ mà em lại lên live nữa thì cũng có hôm phải giúp các anh chị em, người ta hỏi alo đến là phải nghe, thế nên không lên livestream được. Thế nên là nhiều khi em muốn lên lắm đấy. Khi em lên livestream các anh chị ạ, khi em lên livestream nhá, khi em lên livestream mà quen rồi ấy, không lên nó tự dưng nó có một cái gì đó thiếu thiếu. Bây giờ em ngồi này thôi, nhưng chốc nữa đến sớm nhất là 12 giờ em đi ngủ. Lắm cái việc linh tinh lắm các anh chị ạ. Và bây giờ em lại còn đang học làm video. Các anh chị cứ ủng hộ những cái video em mới làm nè. Các anh chị cứ ủng hộ em nhá. Đấy, bởi vì là ủng hộ để em lấy cái năng lượng, để em lấy cái động lực để em làm video cho tốt hơn. Đó, em thấy các anh chị là có kết quả từ video, em lại tiếp tục là làm video để giúp cộng đồng nhiều hơn. Đó, giờ này anh Thành, à giờ này anh Thành Quý rồi. Cảm ơn bạn Trung Lai rất là nhiều. Đấy, đây ở đây bạn Trung Lai này các anh chị ạ. Bạn rất là tuyệt vời. Bạn Trung Lai bằng cửa em Thu đấy. Nhưng bạn ấy livestream sau em Thu, mà bạn ấy livestream còn nhiều mắt xem hơn em Thu, bởi vì cái năng lượng của bạn, đúng không? Đấy, cứ lên đều. Và em Thu một thời gian vừa rồi em Thu cũng bập bõm không lên chia sẻ nhiều. Cho nên là anh chị em có thể là cũng gần quên em Thu, em cố gắng
Và thời gian tới này em cố gắng em lại lên liên tục các anh chị ạ. Bởi vì bây giờ cơ hội Ulit Sky nó không còn dài nữa, nó không còn dài nữa. Và ngày hôm nay nếu như các anh chị em mà đã được em Thu chia sẻ rồi mà vẫn còn năn tăn một điều gì đó, hãy mạnh dạn chữ dám đi, dám nhấc điện thoại lên alo cho em Thu hoặc ra alo cho bạn Trung Lai hay alo cho bất cứ ai mà chúng ta tin tưởng mà đã là cổ đông của Ulit Sky rồi, đã đạt được nhà đồng sở hữu công nghệ Ulit Sky rồi, anh chị cứ mạnh dạn lên alo đi, họ sẽ giúp các anh chị và tin tưởng em Thu, em tôi sẽ giúp các anh chị có cái thông tin chuẩn nguồn nhất. Tại vì tất cả thông tin nó minh bạch rõ ràng từng chi tiết nhỏ trong cái chính cái văn phòng cá nhân của chúng ta rồi mà, có phải ở đâu xa đâu, đó không phải lấy ở đâu cả. Cho nên nhiều khi em vẫn bảo các anh chị nè, hãy lập một cái tài khoản mang tên mình. Chưa biết anh chị có đầu tư hay không, chưa biết anh chị có tài trợ hay không, nhưng cứ lập cho em một cái tài khoản mang tên mình đã. Sau đó các anh chị vào từng mục, em Thu sẽ hướng dẫn cho các anh chị, hay là các anh chị em khác hướng dẫn cho các anh chị vào từng mục, chúng ta biết được cái quyền lợi của chúng ta như nào, biết được cái rủi ro của chúng ta có kiểm soát được hay không, và rủi ro nó còn như thế nào nữa. Thế thì đương nhiên các cái pháp lý nó rõ ràng hết rồi. Đấy, mọi thứ nó minh bạch, pháp lý rõ ràng hết rồi. Đấy, chúng ta chỉ việc quyết định thôi. Lúc đó là do chúng ta quyết định, nào cũng là quyết định 250 đô, 2.500 đô hoặc là 25.000 đô. Đó là do quyết định của các anh chị. Và những người giàu người ta quyết định hàng triệu đô. Đấy, có cái gì ạ? Có cái những cái anh chị mà nhiều tiền, ngày hôm nay các anh chị hiểu ra nhé. Thì các anh chị sang Dubai về phát quyết định 4 triệu đô. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, chúc mừng những anh chị em nào mà chưa thấy mà đã tin, đúng không ạ? À, tin được em Thu lừa, bạn Trung Lai lừa và các anh chị em cô chú cổ đông đi trước lừa, lừa để có sự giàu có, xin sẵn sàng đi các anh chị ạ. Đấy, chả có gì mà phải ngại cả. Đấy, mình làm gì cũng kinh doanh, gì cũng là kinh doanh, nhưng mình hãy chọn cái cách kinh doanh thông minh đi các anh chị nhá. Cảm ơn bạn Trung Lai, cố gắng lên livestream nhiều hơn nữa bạn nhá. Đấy, ở Kiên Giang là có bạn, Rạch Giá Kiên Giang có bạn, ở Hưng Yên là có Thu. Thu muốn là Hưng Yên có rất nhiều người như Thu, mà Thu muốn là Tân Dậu của chúng ta hãy thay đổi đi. Thấy nhiều bạn lên Facebook là đăng bài tiêu cực lắm. Đấy, giúp các bạn thôi. Mà không biết là các bạn có tin không, không cần biết, nhưng cứ giúp, giúp được ai thì cứ giúp. Nguyễn Lâm Minh tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các anh, các chị, các em, các bạn nhé. Đấy, thông minh lại nhiều sèng. Cảm ơn Phạm Tính đây. Đeo kính rồi mà vẫn chưa nhìn rõ này. Kiều Văn Hải, em người ở đâu mà nói tiếng dễ nghe vậy? Ôi trời ơi, người Hưng Yên nói tiếng Hưng Yên rõ ràng. À, các anh chị em ơi, em nói tiếng Hưng Yên là hơi ngọng ấy. Hơi ngọng một chút đấy, nhưng mà nó từ cái tiếng gọi là mẹ đẻ rồi. Ở cái quê, cái đất, đất lề quê thói, tức là cái ngôn từ này nó từ cái quê của mình từ nhỏ rồi, nó ngấm vào trong máu mình rồi. Thay đổi khó lắm các anh chị, em cũng cố học đấy. Đấy, nhiều khi các em mà có nói ngọng các anh chị cũng thông cảm nhé. Nhưng mà em vẫn luôn tự hào là em nói ngọng, nhưng em giúp được rất nhiều người có tài sản. Nhưng nhiều người ngoài kia không nói ngọng mà không giúp được ai mà còn đang ngồi phán vớ vẩn cơ. Đấy, em lại tự hào về điều đó cơ. Đấy, thế mới hay. À, bạn Thu ơi. À, bạn Thu ơi, nhà bạn có gần ngã tư Quán Gỏi không? Có, nhà Thu ở gần, cách ngã tư Quán Gỏi có 2 cây 7 thôi. Cách ngã tư Quán Gỏi có 2 cây 7 thôi bạn nhé. Cứ gọi là 3 cây đi, đúng không? Mình nói đúng cái tâm của mình. Em à, đúng rồi, em cảm ơn anh Ngân Giang. À, mình nói tức là người ta gọi là nói đúng, nói chân thành, nói chân thật thì mọi điều thời gian nó sẽ trả lời, đúng không ạ? Đấy, lý do thế đấy, em không nói hay đâu. Em nói thật, em không nói hay đâu. Nhưng tất cả em nói ra đều là sự thật và cái sự chân thành. Và em hỗ trợ ai em cũng kể cả muộn. Em nói cho hôm vừa rồi của chị Hằng. Chị Hằng công nhận có một cái suốt bót không? Mấy tuần toàn chụp ảnh sai. Mà em công nhận em cũng mày mỏ khi sai em lại suốt bót sai, em lại suốt bót. Nhưng mà em làm đủ các cách đấy ạ. Hôm vừa rồi phải đêm, trực đêm cho bằng gửi cái tin nhắn về Gmail thì em mới đi ngủ, không sợ ngày mai nó không kịp. Đó, ngày mai nó không kịp, nó cái kiểu cái thứ bảy chủ nhật ấy. Đó, cho nên là tất cả là anh chị ạ, cứ kiên trì. Mình hỗ trợ các anh chị em là thực, là nhiệt tình thực sự, cho đi thực sự thì mọi thứ nó sẽ đâu vào đó, các anh chị các cô chú sẽ tin mình hơn. Và em thấy là những người anh tầm hơn 50 tuổi, 60 tuổi, các cô các chú hơn 60 tuổi ấy, rất là hay cho em cái câu là
cho em lừa cũng không lừa được ai đấy. Em lại thấy cái tự tin vào điều đó, mà đúng cái cảm nhận của em là những cái mà cô chú anh chị em đánh giá về con người em là em thấy là cũng đúng là rất là mắt lòng mắt dạ khi được các cô chú anh chị nhận ra điều đó. Và mình sống từ xưa đến nay là đều như thế. Các anh chị có biết không, khi em giao hàng ngày xưa, cái hàng truyền thống cũng thế các anh chị ạ. Hàng em vẫn đắt nhưng em làm kỹ đấy, em làm đúng chi tiết nên đương nhiên là hàng của mình dù đắt một tí họ vẫn mua. Nhưng mà các anh chị ạ, đến khi làm nhiều quá rồi thì cái người mua của nhà mình người ta vẫn muốn lấy của mình, nhưng mà ở cái khu bên cạnh kia người ta đã bán hàng rẻ thì đương nhiên là họ phải lấy cả hàng rẻ đấy. Cho nên là tất cả chúng ta là kiên trì nhá, kiên trì cái gì cũng có. Và bây giờ cái thời gian nó cũng rất là muộn rồi, em Thu cũng xin phép nghỉ live vào ngày từ chiều giờ em ba buổi live rồi, thì em cũng xin phép nghỉ live và nghỉ ngơi, và ngày mai em lại tiếp tục hành trình ngày mới. Thì em cũng chúc tất cả quý cô chú anh chị em nhà mình thật nhiều tài sản. Và nếu như các anh chị em nào mà chưa có thì chúng ta hãy cố gắng bỏ bớt ra thời gian để tìm hiểu một cái cơ hội giàu có cho đời mình và tương lai của mình nhé. Đó, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Khi nào mình về chúng ta gặp nhau đi kết bạn quá đi. Ok, cảm ơn bạn Nhàn. Dạ đúng rồi em Thu ơi. Vâng, em cảm ơn chị Hằng. Cố gắng nhá các anh chị ơi, cố gắng. Và chị Hằng ơi, em chúc chị là sớm đạt được là gì? Mục tiêu đó là trở thành cổ đông VIP. Đấy, trở thành cổ đông VIP. Và có cái vé đó thì sao lại cái gì các anh chị cũng đều thấy là cái khi chúng ta vào đó, khi chúng ta làm gì cũng rất là dễ. Và còn tương lai sau này nữa cơ, không phải bây giờ đâu, còn tương lai sau này nữa các anh chị nhé. Và bây giờ em xin cảm ơn và chúc quý cô chú anh chị em nhà mình ngủ ngon. Và cảm ơn đã đồng hành suốt buổi livestream của em Thu. Nếu ngày mai em vẫn, nếu lên được là em vẫn tiếp tục 21 giờ tối mai nhé. Thế còn 15 giờ chiều là em cùng team đội nhóm này, 19 giờ là em cùng em Lê Dung livestream trên TikTok. Và bây giờ em xin chào và tạm biệt nhá. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn ngủ ngon. Ok bạn Nhàn. Em cảm ơn chị Hằng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị.